Không chắc chắn không ai tưởng tượng nếu mọi người có mặt ở ngày hôm nay thấy cái gọi là chiếc cầu mà định gia cố với lại 8,5 triệu đồng. Xác của Cụm Đất thấy rồi mà mỗi ngày là bà con sinh cũng đi qua bộ qua lại ngày ca cao này rất là nguy hiểm, nên cũng được nhờ sự chung tay của cộng đồng, cô cũng như các mạnh thường quân cũng đã làm nên cây cầu. Trong ngày hôm nay thì anh chị cũng đã thấy cây cầu mới rất quan trọng. Mang lại sự an toàn cho học sinh ở đây. Chắc chắn đây là một cây cầu rất là đáng nhớ với mình và đáng nhớ với tất cả mọi người.